Tôi đã từng là một người lính. Tôi từng có một gia đình, một cô vợ và hai đứa con. Nhưng tôi đã mất tất cả vào ngày đó. Đã mất sống chứ quá đông. Đó là ngày 975. Bắt đầu từ ngày đó, vài tiếng trước, tôi là một nhà kho để tìm thức ăn. Chúng đã phục kích tôi. Tớ phải nhảy từ tầng 2 xuống. Xui xẻo của tôi, ở bên dưới có một thanh sắt cắm thẳng lên trên trời. Tôi đã may mắn lết được về nhà, nhưng mà máu đang không ngừng chảy ra và vết thương của tôi còn đang bị nhiễm trùng. Tôi đã dùng hết tất cả số thuốc và số băng gạc mà tôi có, nhưng tình hình nó không hề cải thiện một tí nào. Tôi đang dần mất đi ý thức, nhưng mà không sao, tôi cũng sắp được gặp lại vợ con của tôi rồi. Hãy tìm tới Ro, đó là người duy nhất mà tôi biết có thể còn sống. Đó là anh trai của tôi. Với anh ấy, chắc chắn chúng ta sẽ có hy vọng cho nhân loại. Chỉ có một điều cuối cùng, chỉ có một điều cuối cùng mà tôi muốn nói với cậu. Hãy thật cẩn thận. Chúng nó không còn chỉ là những cái xác đĩa đi. Chúng nó tiến hóa, chúng biết phục kích, chúng biết suy nghĩ. Đặc biệt là vào ban đêm. Hãy thật cẩn thận.